Chào các bạn, sáng hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời. Các bạn thấy mình mặc áo màu cam. Áo màu cam mình người ta nói là may mắn, nó có duyên về tiền bạc. Không biết nó phải như vậy không, đọc nghe người ta nói vậy. Và hôm nay mình chia sẻ bạn cái chủ đề là ăn nhiều sẽ mập, học nhiều thì sẽ khôn. Các bạn thấy không ạ? Hôm nay là mình nói nó như vậy nè. Một người thành công á, hay là mà nói một cái góc độ khác, một người doanh nhân thành công á, là một người phải có sức khỏe tốt à, chứ không phải là một người có sức khỏe tệ hại. Các bạn Dung à, có rất là nhiều bạn ra khởi nghiệp mình thấy rồi, ôm nhôm đầu tắt mặt tối, mặt mày thì mụn không, người thì rất là hốc hác. Như vậy thì làm sao sức đâu mà bạn khởi nghiệp được à, bạn hiểu chưa? Nó là một người doanh nhân thành đạt là một người phải gì ạ? Phải luôn có một sức khỏe rất là tốt. Sức khỏe bạn luôn rất là tuyệt vời, năng lượng bạn rất là tuyệt vời, lúc nào sinh khí cũng rất là tràn đầy. Bởi vì khi mà bạn có sức khỏe tốt, năng lượng bạn tốt á, là bạn tập trung vào mục tiêu dữ lắm, bạn có năng lượng làm. Mình kể bạn một cái câu chuyện này, có cách đây 3 năm rồi, có một cái em học sinh thôi, lớp 11 thôi, ở dưới Tiền Giang á, bạn thấy mình viết những cái bài chia sẻ về giữ động lực rất là hay, và bạn inbox mình rồi bạn nói là em rất là mệt, sức khỏe em rất là yếu, em không muốn học nữa. Là mình biết là bạn này thiếu năng lượng rồi. Mình mới qua Facebook thôi, mình mới nói là bạn này hãy làm việc theo cái cách của mình hướng dẫn, và bạn cam kết là theo hướng dẫn mình đó, thì mình nói là sẽ đạt được và bạn phải làm. Và mỗi ngày bạn lên Facebook của mình hướng dẫn một chút, mình nói là sáng là em phải thức dậy 5 giờ, em đi chạy tập thể dục đi. Và bạn cứ làm đúng như vậy. Và rất là bất ngờ, sau một thời gian bạn làm thì sức khỏe bạn lên, mà nó cứ 5 giờ sáng và thức dậy. Ăn uống thì phải đều độ, đúng giờ thì phải ăn uống, ăn thì phải ăn rau rác, hạn chế ăn thịt đồ vào. Bạn cứ làm theo đúng plan mình thì một lúc sau cái sức khỏe bạn lên và bạn rất là ham học. Và bạn đặt mục tiêu là bạn thi đậu đại học, để có mục tiêu, của người có mục tiêu thì chúng ta mới có năng lượng. Và cái câu chuyện cách đây 3 năm thì mình cũng vẫn cứ quên đi. Bất ngờ vừa rồi bạn gặp mình tại cái lớp ở trên Sài Gòn này, và bạn mới kể chuyện là thầy có nhớ rằng là cách đây 3 năm trước em đã nói chuyện với thầy qua Facebook không? Em là cái cô bé ABC. Mình rất là nhớ. Mình kêu đúng rồi, mình nhớ em rồi, cái lúc đó nói chuyện qua Facebook. Và bạn nói là em rất là cảm ơn các cái bài hướng dẫn của thầy, sức khỏe em tốt lên, năng lượng em nó tốt lên. Nên là em đặt mục tiêu em thi đại học, và bây giờ em đậu đại học và em học ở Sài Gòn, và em biết là thầy đây, em quyết định em tới em tham gia cái lớp của thầy. Các bạn thấy điều này tuyệt vời mà. Một cái đứa mà chỉ cần học cấp 3 thôi mà nó biết cách suy nghĩ sức khỏe, nó vẫn có mục tiêu rất là lớn lao, trong khi trước đó là nó stress. Nó comment, nó nói với mình là em không muốn học hành đồ về nữa hết. Các bạn ạ, người ra khởi nghiệp thì chúng ta phải rất là cần cái năng lượng đó. Các bạn phải ít uống rượu bia ra. Uống lo làm kinh doanh kiểu gì mà suốt ngày cứ rượu bê bét. Cứ cuối một ngày đi làm về đi nhậu rồi nói còn đi nhậu là xây dựng mối quan hệ. Cái đó là cái cách của lô sĩ rồi. Để mình kể các bạn một cái câu chuyện nghe. Có một cái ông bạn của mình, ông đi kinh doanh trên bên kiến xây dựng á, và suốt ngày ổng nhậu. Và ông nói lý do rằng là nhậu mới có được khách hàng. Mình nói no. Mình nói là mình hồi giờ này mình có nhậu nhẹt gì đâu, mình vẫn có được khách hàng, cái đó là lý do của anh thôi. Rồi bạn vẫn không tin. Cho tới một ngày, ông này 41 tuổi, ông bằng tuổi với mình. Cho tới một ngày bác sĩ cho đó ông là anh bị bệnh gan rất là nặng, anh phải hạn chế bia rượu, anh mà uống vô là sức khỏe anh sẽ đi rất là sớm. Và lúc này anh ta sợ và anh ta không dám nhậu nữa. Ăn uống đồ rất là điều độ, sức khỏe rất là tốt. Và sau một thời gian anh nói với mình, anh rất là thú vị. Bây giờ không nhậu mà khách hàng vẫn cứ nhiều. Bây giờ anh chỉ mời khách hàng đi ăn thôi, khách hàng có yêu cầu nhậu thì anh nói rằng là do anh bị bệnh cái bệnh đó nên là không có nhậu, là chỉ có ăn uống thôi. Và ăn những cái sức khỏe toàn là, thậm chí mời khách hàng toàn là đi ăn quán chay không à, ăn đồ cháy không à, mà đơn hàng nó vẫn cứ là nhiều. Sau này anh mới ngộ ra là chỉ do hồi kia mình ghiền nhậu. Cứ chiều mình thèm nhậu, cái miệng mình nó quen rồi mà, nên là mình muốn đi nhậu, mình gọi mấy người khác đi nhậu, nên mình nói là mình viện lý do là nhậu nhẹt mới có khách khách hàng. Cái khái niệm đó là khái niệm rất là lạc là hậu. Ăn uống thì phải đều độ vào, ăn thì không phải ăn toàn là ăn thịt, ăn mình thấy các bạn ăn toàn là những chất rất là độc là hại, ăn rau rác nhiều vào, những cái sức khỏe nó tốt vào, nó có dinh dưỡng vào. Ngủ thì ít đi, ngủ thì nhiều quá. Ngủ gì mà 7-8 giờ sáng chưa dậy. Mà nói là các bạn không cần phải ngủ nhiều. Sau này về bên kia thế giới rồi ngủ mãi mãi. Ngủ không bao giờ dậy luôn. Chúng ta chỉ sống có bao nhiêu năm à.
60 năm, 70 năm thôi, hết 1 phần 3 đó là chúng ta ngủ rồi. Nếu các bạn sống đến 90 tuổi thì hết 30 năm để ngủ rồi các bạn, nhưng mà còn cái 60 năm để thức à. Nên mà nói là chúng ta thức trên đời này không có nhiều đâu. Sau này qua bên kia rồi ngủ, bạn ngủ mãi mãi luôn, kêu bạn không bao giờ bạn dạy luôn, mà nói là ngủ ít thôi. Làm nhiều để cống hiến cho xã hội. Chia sẻ nhiều giá trị cho xã hội. Học nhiều vào để cái đầu nó thông thái để mới biết việc mà làm. Cái người đi khởi nghiệp cũng vậy. Một trong những lý do mà bạn không kinh doanh được bởi vì bạn thiếu kiến thức và thiếu kỹ năng, bạn hình dung ra chưa? À, và nhiều người rất là kỳ lạ, thà để thiếu kiến thức, để thiếu kỹ năng, để cuối cùng thất bại mà học hành thì lại hảo chịu. Học có cái bằng đại học xong đó là tôi biết hết rồi. Cái quan điểm đó là một cái quan điểm mà mình nói rất là học cả đời. Bạn nên nhớ vậy. Và mình có gặp một cái bạn, một cái câu chuyện này, có một bạn ở Hà Nội. Bạn có dịp gặp mình ở trong một cái chương trình kết nối với các bạn doanh nhân Thái Lan. Thì sau khi bạn trao đổi với mình thì bạn hỏi mình bao nhiêu tuổi, mình nói là 41 tuổi đời rồi. Em, các bạn nói ồ, trong anh 41 tuổi đời mà thấy anh rất là năng động, tuổi cái tư duy anh rất là trẻ, kiến thức anh rất là mới, và đặc biệt là thấy cái thân hình con ngựa của anh nó rất là gọn. Các bạn nói, mình không có bụng hết, các bạn nói, mình hoàn toàn không có bụng hết, tại mình có nhậu nhẹt đâu, mình có bụng, sáng nào cũng phải tập thể dục nữa. Thì bạn mới nói mình là có cái cách này chia sẻ bạn, bởi vì bạn mới có 30 tuổi mà người bạn nó bự, người bụng bạn bắt đầu nó khỏe rồi, và bạn thấy sức khỏe bạn và bạn thấy tư duy bạn nó không còn được mới nữa. Mình cái điều đầu tiên là phải ham học hỏi. Bạn thấy ai đó là bạn phải ham học hỏi. Các bạn biết là cái con người của chúng ta mà một ngày nào đó bạn ngưng học là bạn chết, bạn ngưng sáng tạo là bạn chết, bạn ngưng suy nghĩ là bạn chết. Những người nào mà các bạn thấy họ làm biến là họ dễ bệnh hoạn lắm, họ già nhanh lắm. Ngưng học sẽ giúp cho chúng ta nhanh già thôi, ăn uống nhiều cũng giúp cho chúng ta nhanh già thôi. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Mình chia sẻ vậy. Chúng ta học như thế nào? Học từ gì ạ? Từ sách. Các bạn thấy nhà mình có rất là nhiều sách. Thay vì bạn sưu tập trong nhà của bạn bộ sưu tập về rượu, bộ sưu tập về đồ gỗ, bộ sưu tập về huy chương, thì mình nói với các bạn mình sưu tập về bộ sưu tập sách. Sau này mình để lại cho con cháu mình những quyển sách này rất là tuyệt vời. Mình cũng đóng góp vào cái kho tàng sách của thế giới. Đó là cái quyển gì ạ? Vượt biển lớn của mình. Đây là một cái quyển sách mà vừa rồi đã dịch qua cái quyển tiếng Anh rồi. Và sắp tới mình ra cái quyển thứ hai là mỗi ngày một chút thôi. Các bạn như vậy, mình đóng góp vào cái kho tài sách của nhân loại. Để quyển sách nó còn mãi mãi. Bạn có bắt đầu từ những cái quyển sách nó như vậy chưa? Các bạn hình dung ra điều này chưa? Đó là những cái quyển sách. Học từ sách, học hỏi từ những người bạn trẻ rất là giỏi và tài năng. Mình gặp mấy các bạn trẻ mà giỏi và tài năng là mình được học hỏi từ họ. Học từ những cái người mà lão thành, họ đã thành công. Vừa rồi mình ra mấy ngày nghỉ Tết vừa rồi mình ra ngoài Ninh Thuận và mình tới cái làng gốm xứ Bầu Trúc, và mình gặp cái anh doanh nhân Bầu Trúc đó và mình học hỏi từ ảnh. Mình đi Vịnh Vĩnh Huy, mình gặp một cái anh doanh nhân, ảnh cũng cùng tuổi với mình, anh trình độ ảnh học mới đến lớp 6 thôi mà hiện tại anh đang sở hữu 6 cái tàu đưa du lịch ra đi lặn đáy biển. Ảnh nói là ảnh đi từ bàn tay trắng luôn. Anh phá sản tới 3 lần rồi. Rất là tuyệt vời. Lập tức mình tặng cảnh cái quyển sách của mình liền. Mình nói anh là một người doanh nhân rất là tuyệt vời. Bạn hiểu ra điều này, chúng ta phải kết nối. Chúng ta đến lớp, các lớp chúng ta học, lên internet chúng ta học, rất nhiều cách để học. Mình luôn nói là học nhiều thì sẽ khôn ngoan, học nhiều sẽ thông minh, ăn nhiều thì sẽ mập, uống nhiều thì sẽ nhanh xuống đất thôi. Nhanh gần đất xa trời thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ăn nhiều sẽ mập, học nhiều sẽ khôn ngoan và thông minh ra. Chúng ta sẽ tận dụng 90 tuổi cuộc đời của chúng ta trên đời này để cho nó tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.